Rồi em xin chào tất cả anh em mình nhé. Em với mấy đứa cháu, đặc biệt là có Phụng già đây anh em ơi, lên tiếp cho anh em với con máy xăng. Máy xăng 5x5 cốt thẳng mà có đề. Mà nói gì nói em suy nghĩ mấy người Nhật sao người ta màu mè dữ trời. Máy này nó nhẹ tẻ có gì đâu mà đi tại giống cái, này. Cái đời nó có đề. Cái đời nó có đề hả? Ừ. Đặc biệt khi hồi sáng em quay lên trên clip thì có một số anh em kêu em báo giá. Em cũng nói rõ cho anh em mình luôn ha. Về là cái máy chỉ xúc bình xăng, duy nhất xúc bình xăng là nó chạy nghe nè. Ngóc anh em mở ra nhìn nó hơi chạy nè, anh em thấy không? Ngóc chỗ góc này nó chạy. Có một điều hơi tiếc á là cái thùng xăng zin nó gì đây. Mà nó bị lủng anh em ơi, nó mới chát luôn mà nó lủng. Là thêm bữa nay cái ông thợ hàng vô đá, nhà ông có đám. Rồi tụi em không có hàng được. Nên em gắn vô cái thùng xăng mới cho anh em này ha. Anh em nào có chốt thì tặng luôn cái thùng xăng này về anh em hàng lại cái bình xăng zin nó rất là dày nha anh em. Còn có bán thì cho nữa. Bán cái thùng rồi chặn thêm cái thùng bán luôn. Bán máy cho thùng xăng. Ừ. Do nguyên đồ zin của nó mà. Còn tình trạng máy là nó nguyên xi, nó nguyên zin. À, bình xăng nó còn để chứ là da băng trên đây nó nè anh em. Đặc biệt nó có đầy 5x5, cốt thẳng có đầy. Nãy để coi 5x5 hay là 5 ngựa phụng. Giờ ít một mấy, 160 đúng rồi. Ít 160. 5x5 cốt thẳng có đầy anh em ơi. Rồi để phụng câu vô cái bình cho anh em mình bình ra một tí. À, tí hả? Máy bà lớn cũng làm để chi màu mè dữ luôn á. Ở tao phái. Mè mồi nó nhạy. Cái này em nghĩ chắc người ta thiết kế cho nó gì. Nhí lợn cái này. Để dễ dàng vậy thôi. Cái bình của bà lớn thôi nè. Giá bộ mình cà chớn chơi mình không thành giật mình đầy chơi vậy đó. Ơi trời nó đã gì đâu anh em ơi, quỷ già đó anh em ơi. Trời ơi trời nó đã cá mà cứa vậy đó. Trời ơi nó chạy cái tiếng nấm anh em ơi. Máy không có miếng khối luôn. Mấy thằng nó khói như mệt à. Nè, vậy. Hôm nay em phải thưởng nóng cho Nhi mới được anh em ơi. Chắc ký ổi gì á. Chén muối ớt thì mới nóng dữ. À, ký ổi với chén muối ớt. Hôm qua quay cái máy cổ đó nói anh em là chưa được 20 phút. Khách chốt chuyển tiền cái rớt liền. Ông nhận chuyển hay ông nào vậy ạ? Hả? Ông nhận hả? Đâu có anh đâu biết coi. Hôm qua em cũng quay ông nhận em cũng gửi số cho anh bởi vì nhóc khách thổi luôn, bán rồi nhóc khách thổi luôn. Nhận. Cái máy hôm qua là em nói anh em là cái máy cổ á, em lên là rất nhiều khách gọi kiếm luôn. Này có nói đâu. Cái gì? Nhà mình xăng lô mình bán xăng lô. Để đi để nằm nó ngửa gì để nó cũng chạy cho anh em ơi. Hồi nhóm đắt cái gì anh quay chi tiết nó cho bà con mình coi. Anh nghiêng ngửa như mình làm. Đời này đời ly bê tẹt mà. Không biết đề ly bi tiệt bi tiết giờ gì? Giới hạn anh em ơi, anh em nhìn trong nó mới nè hàng để em coi em dân ngắm nghía em mới vô tới anh em ơi em coi phải không đúng rồi anh em ơi không ít 2 sao nha anh em đời ly bi tiệt đời biên bản giới hạn là gì giới hạn là sao em không có biết cái giống gì chứ không thấy mấy đề em để mới nói mấy đề thôi chứ em không có biết cái gì chứ cái góc đề nó chà bá bên đây luôn anh em nè. Nhưng mà đời này là biên bản giới hạn thứ anh em nha. Chỉ cần cắm con dây này vô đây là lượm tiền lắm vô phước mai nổ xạ hữu một cái làm đầu tiên trong nước tắt người này má nó chạy không có kêu nghe cam bò cái gì chứ không nghe kêu gì hết ủa cái thùng xăng nha mà em cũng nói về nguyên một lô 12 con trong vòng nửa tiếng hồi không còn con nào luôn là em cũng nói rõ với anh em mình luôn ha. Là máy này em bán cho anh em là em gắn cái thùng xăng này tặng luôn cho anh em cái thùng xăng này về anh em hàng nha. Bị cái này về cái thùng xăng nó lủng mà thêm bữa nay cái ông trong hàng được cái này á là ông nhà ông có cái đám nhà không có đi hàng được rồi giờ em gắn cái thùng xăng khác tặng luôn cái thùng xăng này hỏi mình bán cái máy kia đỉnh đúng không đây nè cái con vàng gửi này ra đi nè cái con này con đen này thấy rõ ràng không
nè, cái đời nó ra đời cao hơn nè, đời là cái miếng con này đời là con đen, cho dù nhông nó cũng đen, nhưng mà sao nó nhìn cái số ghi này nè, cái số sấm này nè, cái này đầu dòng đều đây nè. Nhi nó gần em không biết, nó không có nào anh em tình thiệt nói thiệt à, chứ để nhiều anh em chú bác người ta làm máy lâu năm kinh nghiệm ta nhiều hơn, người ta đi bên bển người ta mua mấy cái lô mà từ bên Nhật về luôn á, ta còn gầm hơn mình nó bậy ta cười chết luôn. Mà cái máy này mua anh em ơi, em thì em chỗ tiệm máy như vợ em nói mua lụm đi, có tiền ngắt điện thoại gọi lẹ. Cái máy mà đề nhấp cái nào cũng chạy hết trơn mà giật cái gì ốc nó thẳng ra là còn số 10 hết trơn rồi. Em cũng xin báo giá với anh em mình luôn, máy này em bán 4 triệu em bao ship anh em, 4 triệu bao ship. Khoái nhất là cái này nè, còn phương thức thanh toán thì rất đơn giản anh em cọc em 200.000 tiền vận chuyển là rồi. Ok trời ơi anh em ơi, cái mua ghi đầu quýt, mua ghi kim nè, mua ghi đầu quýt, đầu quýt nè anh em nè, cái này nó mới lợi hại nè, nhả nhét vô nghe gật vậy đó, biết chừng nào ấy nữa. Cái này đi mua anh em được bắt cây à chị, cặp cái nào lợi hại cặp đó, cái đập nó chống nước không? Ừ. Quá trời cái thời nắm. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em ơi. Rồi nãy giờ mấy anh em cũng nói nhiều rồi, cũng không còn gì để mà giới thiệu hơn nữa. Rồi cái miếng xin của nó còn mềm mèo luôn dạo nào. Rồi anh cảm ơn quý vàng nha. Con này rõ ràng không ghim luôn nè. Thì đồ ghim đó mà. Có là con số mà nó mềm mèo luôn kìa. Cảm ơn Phụng nha. Phụng Phụng em có làm gì không? Phụng câu dây câu dây câu dây cái nó có chụp mua ghi Phụng ơi. Rồi em xin kết thúc video tại đây anh em ơi.